Hello, Thái lại có mặt rồi anh em. Xin chào anh em nha. Chúc anh em ngày đầu tuần luôn tràn đầy năng lượng và luôn có sức khỏe dồi dào. Hôm nay thì Thái sẽ về Sài Gòn anh em. Trước khi về Sài Gòn thì Thái ra cái khu vườn nhà Thái, khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh tại trang trại của Thái. Sáng lạnh quá, đốt đống lửa sưởi ấm nè anh em. Đây, Thái ra ngoài cái gốc chuối, nói chung là cây chuối á, ngay chỗ cái chuồng của Duyên và Tèo. Thái xem cái quài chuối này nó có già hay không. Nó già là nó rụng ba cái ngay chỗ mấy cái đen đen nè anh em, nó có cái cùi ấy, nó rụng xuống là nó già. Thái sẽ chặt quài này. Ok nha, Thái sẽ chặt cái quài này. Thái đem về là nói chung là đem về cho ba mẹ ăn thôi. Tại vì những cái trái cây tại khu vườn của mình mà đó, mình về mình cũng phải có một cái món quà nhỏ nhỏ xinh xinh đúng không. Rồi ok, cái quài này khoảng được 5 nải 6 nải gì đó anh em. Về treo lên tại nhà chắc khoảng 5-7 bữa gì đó nó chín. Ok nha. Rồi bây giờ là Thái bắt thêm một ít cá 7 màu, cá betta ở trang trại của Thái. Những cá thủy sinh hoặc những cá tạp á, Thái sẽ về thăm lại ao sen đó. Về Sài Gòn sẵn thăm lại ao sen và thả những con cá này xuống ao sen để bảo tồn, cũng như là Thái thêm cá vào ao sen đó, để tới Tết này nó sinh sôi nảy nở nha anh em. Ok nha. Và bây giờ là theo chân Thái dắt cái buồng chuối này về Sài Gòn và những con cá về lại thăm ao sen huyền thoại. Hãy dõi theo Thái Salem Vlog nha mọi người. Ok, và bây giờ là đi thôi. Thái đang trên đường về Sài Gòn nè anh em. Hôm nay ngày lễ lộc anh em. Công an đứng đường ghê quá ghê luôn. Đứng quá trời đứng luôn. Chạy có 100m là thấy một chốt rồi. Nhưng mà sao mình vẫn ok nha. Bằng lái đồ giấy tờ xe thì ngon lành, đầy đủ hết thì không sao cả đúng không mọi người. Rồi, sau khi mà về tới nhà thì Thái lấy một cái chiếc xe AB huyền thoại của Thái nha. Đó, Thái tiến vào khung đường quen thuộc, đó chính là khung đường vào ao sen. Anh em thấy khung đường vào ao sen ngay chỗ khu vực gần nhà Thái ở Sài Gòn thấy ok không? Lúc trước thì cái channel cũ của Thái thì mọi người nào mà xem video của Thái thường xuyên thì đã biết rồi. Đây anh em, đây là cái ao sen huyền thoại nha. Ở dưới đây thì Thái thả rất là nhiều cá này. Có cá ly thia nè, cá bảy màu các loại nè, rồi cá betta các loại luôn. Mà mấy bữa nay thì hình như là Thái nhìn thấy nó còn khá là ít á. Hôm nay này, Thái xách thêm một cái bịch cá từ trang trại của Thái về để Thái lội xuống đây ôm lại ký ức một chút xíu nha anh em. Thái sẽ đưa cái bịch cá này xuống với ao sen luôn. Cái ao sen của Thái đó anh em, xem cá chạy kìa, cá quá trời cá luôn anh em. Ly thia ở dưới này nhiều lắm mọi người, có bảy màu nữa. Hồi trước là Thái với bé My là thả là khoảng 100 con cá gon á, bảy màu gon này, rồi bảy màu dumbo này, có rất là nhiều luôn. Nhưng mà hiện tại thì Thái không thấy cá bảy màu ở đâu hết trơn á, chỉ có le que dài con cá betta với lại những con cá sim thôi anh em. Đấy, để Thái kiếm sơ sơ rồi có con cá nào không thấy quay cho anh em xem luôn nhé. Khung cảnh nè anh em, rất là yên tĩnh đúng không? Đó, có những cái gốc cây này là những cái gốc cây, chắc cây tràm, cây cừ gì. Cây này là cây gì Thái cũng không biết nữa. Cây điệp á anh em, người ta ngâm dưới đây để tránh nó bị mục nè. Đó, ngay giờ mai mốt người ta lấy những cái gốc cây người này người ta làm cột nhà cũng khá là ok. Còn đây, đây chính là cái bình cá của Thái. Đó, Thái vớt từ trang trại về. Có rất là nhiều cá dưới này nha anh em. Thái cho anh em xem nhé. Có cá bảy màu này, rồi cá betta này. Betta thì nói chung là cá betta này thì những con thủy sinh thôi. Còn cá bảy màu thì cũng có mấy con dumbo này. Rồi nói chung là nó bị lai tạp khá là nhiều á, nên Thái thả xuống dưới này luôn. Thái canh Thái thả ngay cái khu vực này cho nó mát nha mọi người. Đây là cái bình cá của Thái nè. Rồi Thái bắt đầu cho cái nhiệt độ anh em. Cái nhiệt độ của cái
nước trong cái hũ của Thái với lại nhiệt độ ngoài cái ao này nó sắp xỉ, nó gần bằng nhau cái đã, để tránh những con cá này khi mà Thái thả ra liền cái nó lại bắt đầu nó sốc nước luôn nha mọi người. Thái thả ngay chỗ có cái tấm lá sen này để cho những con cá mà nó nắng quá nó sẽ xuống dưới này nó núp. Tại vì Thái đi giờ này là về tới Thủ Đức là cũng 11 giờ trưa rồi anh em, khá là nắng nha. Hên là cái khu vực này là nó có nhiều cái cây tre á, thì nó cũng đỡ được một phần nào đó. Đó anh em xem nè. Hồi sáng á, thì Thái đi cũng gấp nên Thái vớt hình như là cá bé màu toàn là cá trống không rồi hay sao á. Để dịp sau mà Thái có về Sài Gòn lại á, thì Thái sẽ đem một ít cá mái ra ngoài này nữa Thái thả nha. Sáng vớt gấp quá. Nè, một con nè. Ra đi con. Hai con nè. Cái môi trường này á, mà nó ra đây mà nó sống được và nó sinh sản được thì cái ao sen này khá là nhiều cá bé màu luôn, đúng không anh em? Quan trọng á, là những con cá lớn nó có dí vào đây nó ăn được hay không. Đó. Ra đi con. Ba con rồi. Bốn con nè. Con đó là con cá betta mọi người. Ra con. Nè con cá betta fancy nè. Ra này, bể màu nữa nè. Về với lại môi trường thiên nhiên của con đi. Có rất là nhiều bạn thắc mắc là hỏi vì sao mà Tứ Thái cứ rau sen rồi thấy có cá betta đổ dưới rồi vớt về rồi này nọ này kia. À các bạn ơi, đây chính là cái nguyên do vì sao dưới ao sen này của Thái có rất là nhiều cá betta. Thì lâu lâu thì Thái lại đem những con cá betta mà có như là chậm lớn này, hoặc là chưa lột nhiều này, hoặc là lâu lột á, Thái sẽ đổ xuống dưới cái ao sen này, hoặc là những con cá bé màu á anh em. Rồi khi đó thì dưới này nó sẽ có một cái gọi là giống cá rồi. Nếu mà những con nào mà nó còn sống sót được á thì nó sẽ sinh sản. Và khi đó thì mình ra mình kiểm tra. Đó, mình có như thế nào thì mình quay lên cho tất cả các bạn xem. Hoặc là mình thấy những con nào đẹp á thì mình sẽ vớt về, mình sẽ đớp mình nuôi lại. Đúng không mọi người? Thái thì chỉ đơn giản thế thôi. Đây, những con cá betta của Thái này. Đây, con màu xanh này nó cũng không có lột anh em, nó lột khá là lâu á nên Thái thả luôn. Đây cũng có con fancy này, cam này. Đó, đây cũng có một con red này. Nè, đây một con nữa nè mọi người. Nó bơi kìa. Ở dưới này thì khá là nhiều bo với lại lăng quăng á anh em. Đó, những con cá bay màu với lại những con cá betta nó xuống đây thì nguồn thức ăn của nó khá là dồi dào luôn. Thái nghĩ như thế. Tại vì lúc trước Thái cũng có làm một cái video là Thái rau sen này, Thái đã vớt khá là nhiều bo rồi đó mọi người. Đó, bây giờ là Thái nhìn xuống này, vẫn có bo nó trên phần những cái lá cây á anh em. Đó, những cái trà ở dưới đây khá là nhiều luôn. Đây là bầy cá bay màu của Thái nè. Trời ơi, vớt sao mà 5-6 con trống luôn anh em, không có một con mái nào hết trơn. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con trống, 8 con trống luôn. Thái vớt 7-8 con trống luôn. Tài sáng này đi gấp quá mọi người. Rồi hôm nay thì Thái về Sài Gòn. Rồi Thái quay một cái video, đó chính là thả cá betta với lại cá bay màu về với ao sen. Một cái video đơn giản ngắn gọn thế thôi cho một ngày đầu tuần, thật là nhiều năng lượng luôn. Thái hy vọng là cái video này sẽ mang đến những điều gì đó giải trí vô cùng bổ ích sau một ngày làm việc mệt mỏi cho tất cả các bạn. Thái cũng mong là những cái video Thái làm, những cái con bét hoặc những con cá này sẽ truyền lửa cho tất cả các bạn đam mê bét cũng như là cá betta. Các bạn có thể nuôi những con cá này với mục đích là giải trí này, rồi về kinh tế này, hoặc là đam mê này, rất là nhiều đúng không các bạn? Cũng đây nhân dịp bước qua năm mới năm 2022, Thái cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Chúc bình an khang, thịnh vượng, tiền tài là vô như nước luôn nha anh em. Còn bây giờ thì Thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.